Sáng nay tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư đã diễn ra lễ mở cửa đền, mở màn cho các hoạt động của lễ hội Hoa Lư năm 2021. Dự lễ có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, huyện Hoa Lư, chính quyền và đại diện nhân dân xã Trường Yên. Tại lễ mở cửa đền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức lễ hội cùng các vị cao niên của xã Trường Yên đã dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành, nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ. Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu kính cẩn tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công thống nhất non sông, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ, thịnh trị cho dân tộc, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu mạnh, làm rạng danh quê hương cố đô ngàn năm văn hiến. Lễ khai hội Hoa Lư năm 2021 gắn với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 20 tháng 4 và kéo dài cho đến hết ngày 22 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Với chuỗi các hoạt động phong phú, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người cố đô sẽ là một trong những điểm nhấn của năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2021.